Máy ship vô lông gốc là gì và trong những trường hợp nào anh em sẽ sử dụng đến con máy này, và trong video này anh em cùng em tìm hiểu về chức năng của dòng máy này nha. Máy ship vô lông gốc được thiết kế theo chiều thẳng đứng nha. Đấy, và anh em sẽ dùng theo phiên chiều nghiêng như thế này sẽ hỗ trợ cho anh em trong những cái góc hẹp và góc nhỏ và trong những việc khó khăn ha. Đó. Máy ship vô lông gốc được thiết kế theo chiều trục thẳng đứng nha anh em. Khi mà anh em sử dụng sẽ theo phương chiều ngang, điều này sẽ hỗ trợ cho anh em trong những cái việc ship những góc hẹp, góc nhỏ một cách dễ dàng hơn nha. Ví dụ như là anh em có thể vặn những cái ô tô hoặc là những cái chi tiết khác nhau nằm ở trên nhiều góc khó để thao tác một cách dễ dàng á, thì đa phần trong những dòng máy xếp vô lông ở thị trường á, thì mình thấy sẽ có dòng búa và dòng không búa ha. Thì nó cũng như là dòng xếp mít thì chỉ chia làm hai loại là xếp mít có búa và xếp mít không búa nha. Thì thế với thời điểm hiện tại, tính năng búa và lực mô men sắn của dòng này thì rất là thấp. Đấy. Rồi, về cái nguyên lý hoạt động của dòng xếp vô lông gốc á, thì tương tự đối với các dòng máy xếp vô lông tự động nha. Theo mà em mình thấy á, thì đa số là dòng máy xếp bu lông đa phần hiện tại là đầu 1/4 và 3/8 nha anh em. Nhưng đối với dòng này sẽ là đầu 1/2 nha. Và lực xếp của máy là 90 niu thôi nha anh em ơi. Đây, anh em nhìn ha. Đây là thông số của máy, lực xếp sẽ là 90 niu như thế này. Và tối đa ngàn vòng của nó là 200 vòng trên phút nha. Đây, đó. Với những dòng máy xếp bu lông gốc thì hỗ trợ cho anh em vặn những chi tiết nhỏ và những chi tiết thực sự là quá lực mà anh em sợ bị gãy đai ốc hoặc là bị hư ốc thì đây nha. Đó anh em thấy không? Đi rất là từ từ luôn. Đấy. Tới một lực nhất định thì máy sẽ ngừng ngay lập tức nha. Nó sẽ giống như một tay xếp tự động thông thường ha. Bây giờ sẽ bắn ra cho anh em xem ha. Bắn ra rất là nhanh chóng cho anh em mình luôn nha. Trong một số trường hợp mà anh em muốn mở những cái ốc vô lông nằm ở vị trí khó hoặc hẹp giống như dưới đây thì rất khó cho anh em sử dụng những dòng máy xếp vô lông thông thường ha. Và nên máy xếp vô lông gốc sẽ hỗ trợ cho anh em bắn được những nhu cầu làm việc đó của anh em nha. Giờ thì em sẽ test cho anh em con ốc ngoài này để anh em dễ dàng xem hơn. Để sử dụng được thì chỉ cần đưa tiếp vào giống như những con máy vô lông thông thường. Bây giờ thì anh em sẽ vặn tay ra trước cho ốc nhỏ ra. Sau đó anh em sử dụng máy thì điều này sẽ hạn chế được một phần nếu như anh em sử dụng những dòng máy siết lực quá lớn để siết vào những con ốc có nhỏ như thế này thì nó sẽ dễ dàng xảy ra tình trạng gãy đai ốc nha. Và bây giờ nếu như mà anh em muốn siết vào thì chỉ cần đảo chiều khi ốc vặn đến máy sẽ tự động ngắt, và lúc này anh em chỉ cần vặn vào. Và đó là tất cả những tính năng và cũng như là những cái trường hợp để anh em có thể sử dụng dòng bu lông gốc này nha. Để đáp ứng được cái nhu cầu làm việc cũng như là những cái trường hợp mà anh em có thể sử dụng cái dòng này, thì ngoài những cái trường hợp mà em đã làm ở video phía trên thì có anh em nào sử dụng cái dòng bu lông gốc này cho những công việc khác hay không, có thể cho em biết với nha.